ngày 21 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, đơn vị bầu cử số 1 đã có buổi tiếp xúc cử tri xóm Bản Mới, xã Kim Vượng. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã thông tin tới cử tri về tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện năm 2022 và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả kỳ họp chuyên đề 7, 8, 9 của Hội đồng Nhân dân huyện sau kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Thông báo nội dung kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp đó, cử tri xóm Bản Mới đã có những ý kiến kiến nghị gửi đến đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện. Các nội dung tập trung vào các lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng giao thông nông thôn, kênh mương, chế độ chính sách của thanh niên xung phong, người cao tuổi. Đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, các ban ngành của huyện, xã Kim Phượng đã trao đổi, làm rõ những ý kiến thuộc thẩm quyền. Ý kiến nào chưa được giải quyết sẽ được tiếp thu và gửi đến kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện sắp tới.